Để em bưng cho. Có nhiều ông bọn hả? Thành ơi. Thành. Quỷ rảnh thành các bạn. Suốt ngày qua đủ nhà đủ nhạc biết. Giờ chẳng đi lồn giờ đâu mọi nhà mà kêu không hả? Thì em biết giờ Trần Thành đi lồn không có ở nhà thì đó là lý do anh mới qua đây chứ ở nhà xin qua lồn chi. Anh qua gặp em nó lọc. Gặp tôi lồn chi cái chữ lồn ra em bỏ ra cũng gặp tôi lồn chi thì em bị điên hả? Gặp tôi lồn chi chứng chứng rồi. Nhưng mà anh gặp em á theo tiếng gọi của công ty. Nhưng mà anh rất thích cái dạng chữ của em á. Ôi trời ơi, nghĩ ra cái rổ chén nó nạn như thế này mà em bưng ra được thì em bưng cho. Để đó tôi không được. Để em bưng cho cái nạn thịt kìa. Ở nhà anh có phụ gì anh đi. Để em bưng cho. Đánh mà nghe cũng đỏ đi. Thì ra ấy. Em biết không? Nhiều đêm anh suy nghĩ á, anh cái thằng Thành hắn cũng như mình, có đều là hắn lo hạt, hắn ma mén, hắn lồn cơ quan thì anh cũng dân kinh dân chứ, mà tệ ra hắn có là được không lập mình thì ân công dự mình muốn thiệt chứ anh á, anh ganh tị với hắn luôn á, anh có thể muốn thiệt anh đánh đổi luôn để có được em luôn á lập ngay. Em biết không? Này em xin ra đây, em xin ra đây, em xin ra đây, nghĩ ra rồi lo lồn theo núa đi em rồi nhào nít để giờ ở nhà em tên trưa một mình đó. Thấy không biết thương ai, thấy không biết thương ai thì để anh thương. Trưa mua thì anh qua anh ăn cơm với anh cho vui rồi anh rửa chén cho em. Không, đừng có thương cái xương không cần tôi làm. Tôi làm thì tốt khi được rồi, nãy giờ là tôi biết cái bạn là qua tốt ghé với chị nữa hả? Tưởng một câu này dễ ăn với chị nữa. Nhả vô tốt được ăn là ớt với chị nữa hả? Ở cây chân của bọn mà không cua giữa bọn là thằng không mặn lắm anh. Chúng ta tư tưởng dễ ăn hả? Thôi em ơi, cái đầu tôi mặt mắt cái sừng này tôi nha tôi nhỏ ra được cái ông tưởng có tưởng tôi dễ em. Gặp mấy con dự mà lãng lơ á, mà xoài vô em đó tôi đi kể quanh vậy. Còn gặp mấy con mà mở hổ dự dự cái này đúng không? Cái gì nói với thằng chậm, ôi tao bước qua nhà mày không có bị nhòa cái con dự miếng bóng tỉnh thôi. Quay qua đổ ngược mới sáng dự, tôi đâu có dễ em hả? Ông đi ra ngoài đường ngoài xóm kiếm cái câu góp cái câu thêm cái dễ em đâu nè. Ngồi chơi với bọn á, nó ngâu nó ngầu, anh em trước mặt cầu phía xa đi cua gì bọn mà đừng có gì em muốn đó muốn đâu mà đường mà xóa kìa, đừng có đánh qua đàn ông gì hết, về nhà lo cái vợ con chát con đũa cái vợ mình này, tự nhiên qua đấy thấy bưng lộn gì đó cái miệng như cái miệng cái gòi. Em im là để cho anh uống đau lại này, không phải người phụ nữ mua anh cũng rứa đâu, em hiểu không? Riêng em mới lập ngay nói thiệt chứ. Thôi tôi nổi vô gọi ông nói tới đó cũng biết rồi đó. Đây mọ lắm mới biết, mới sát bữa là bay bè con gái là tôi biết hay. Mà trưa nên cho anh nữa là em miếng cân nha. Ở đó đây tôi điện Thành vậy. Này không được nè. Em nhờ có camera đó. Đâu có, chứ nhờ dữ luôn. Có camera. Tôi đề thằng mấy thằng dê sồn mà tôi bét luôn camera gì dữ thế mà. Để thôi anh về nha. Đóng cho ta biết chị. Cái thằng khốn họ hả? Bởi người ta dễ em lắm hả? Bởi cái quỷ thứ tinh á, minh học dịch lộn không? Thấy mẹ em về rồi.